anh tự ti về bản thân thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em là em chủ động em tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Okay. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thượng và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chắc địa, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ, em tên là Lệ Chi. Em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và vợ, bà xã em là trường học chung trường. Thì lúc đó em quê ở Cà Mau. Thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn. Đập vào mắt em là sao? Chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó, mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây, thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em tới em thấy ổng đứng chờ, mà thấy dáng cao này nè, mặc áo sơ mi jean mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ổng ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công đối phương? Em là em chủ động tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có, nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nửa ông đầu của mày. Mạnh mẽ quá à. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng hôn sao? Em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách, cái bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời. Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng là cảm giác khó tả lắm. Tim em rung lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế của em, em kéo cái ghế của em sát vô. Rồi, làm ghế đá đó, làm ghế đá đó. Rồi, anh còn nợ em công viên ghế đá. Ghế đá lá đồ chiều mưa. Chắc là hôn má thôi. Không được. Rồi cổ vũ cái mặt cân ai. Wow. Rồi hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ 6 tháng ạ. À mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh, như anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cứ tại để vì ở dơ đúng không? Dạ. Đồ của ổng thì ổng để là bình thường. Trước khi mà em cho ổng mặc đồ em á thì là một tuần ổng mặc, ổng giặt đồ một lần. Sau đó thì em, tại em mặc đồ như con trai vậy đó. Nên là áo thun rộng thình, quần sọt ngắn như con trai, nên là sau khi mà ổng thấy là ổng mặc vừa đồ em đó. Thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần. Ở dơ. Cứ là ở dơ. Hồi nãy em có nói với chi tiết là ổng lấy đồ ổng mặc á, là lấy đồ em hay lấy đồ của ổng? Ổng lấy, ổng mặc hết đồ ổng xong rồi ổng lấy tiếp đồ em ổng mặc. Trời ơi, sao hai vợ chồng giống như hai anh em vậy ta? Có lý do gì ổng lấy đồ ổng vợ mặc? Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc, quần vàng cũng mặc. Mà quần nó có nhiều loại quần, đúng không? Mà quần đùi là quần bé không? Quần đùi là chủ yếu. Rồi, còn gì nữa không? Nhây, nhây cực kỳ nhây. Ví dụ nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng mà không biết cái gì mà em ghét á, là ổng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết tinh tâm hồn yếu đuối kiểu gì á, lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi. Biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi, bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em có thằng xấu gì không em? Bạo lực.
Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay Tây Sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ông giặt đồ đi, thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình vợ chồng son ra coi. Ông ngồi ông coi luôn vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng mòn đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu trời nổi. Ôi như vậy vợ chồng son có lỗi quá. Ông coi chắc tăng tiêu cũng khá nhiều luôn. Mà ông cày vậy đó. Tại sao em lại coi không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò mẹ chồng nàng dâu, tại sao em lại chọn coi mẹ vợ chồng son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo còn hẹn hò đó, không có nhà để ở. Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Ở lúc là em đi chơi với vợ em, thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi, đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá. Hình như lúc đó là có 6.000, 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình muốn ở đây luôn đi. Không, qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời ơi, mua được chai nước suối. Em ơi, nó tốn tiền xăng 1.500 đó em. Chuyện này nó vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao mua bông 30.000, bông 30.000 xấu quắc vậy cũng mua. Biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc gì người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói xấu rồi thôi bước đi. Ờ vậy tôi bước vô trong sọt rác ngay bên cạnh ổng luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không mua nhiều, khai thiệt đi mua bao nhiêu. Cái ổng đâu có mua nhiều đâu, ổng kêu anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Em nói thiệt, như cái đó là em tự bó hay em mua? Dạ em mua. Bà thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cầm cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi, vậy ba tiết kiệm nó mua đồ ba chọi. Như không à, như không mà không ra được gì. Còn em Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc vậy, gì? Đừng chọc tức giận. Em đừng hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy mới quá 6 bà. Tháng phải không? Dạ. So tính chừng nào có con? Dạ, chắc là 2020. À, còn lâu. Dạ, thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình đó, nhiều khi là tính trời, mình tính đâu bằng trời tính. Nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết 2 tuần sau biết có bầu. Em hạnh phúc vui tươi mỗi ngày. Cảm ơn em. Cảm ơn. Trên Facebook á thì thấy ảnh cũng được, em nhìn từ xa sao già dữ vậy trời. Rồi làm quen rồi lại cưới luôn. Chào hai em. Dạ em chào. Có hồi hộp, có run rẩy điều gì không? Dạ không. Hơi hồi hộp đúng không? Hỏi cho một tràng pháo tay để khích lệ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em là Đoàn Quốc Anh, năm nay 29 tuổi, em hiện đang là kỹ sư nông nghiệp. Em chào anh chị, em tên là Nguyễn Lê Anh Thư, năm nay em 23 tuổi. Hiện thì em đang kinh doanh váy cưới. Không biết là cái váy cưới này có phải là ở cửa tiệm em không ạ? Váy cưới này là đám cưới em bận. Wow. À vậy cái phương miệng vậy luôn hả? Dạ không. Là của anh make up cho. Rồi
hai em hãy cho anh biết là cái tình yêu của hai bạn bắt đầu từ khi nào và lần đầu tiên hai bạn gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhau thì nó hơi phức tạp, tại vì chồng thấy vợ trước rồi vợ mới thấy chồng sau. Ủa là sao? Có nghĩa là cách đây 3 năm thì em có đi chụp hình dạo ở công viên Lê Thị Riêng á. Thì lúc mà em ra cổng thì em thấy bạn vợ đang đứng tung tăng ở trước cổng á. Em nhìn ồ gái. Ồ gái. Nói với bạn đi theo. Ồ nhỏ mất mày. Mà sao thấy quen quen. Cái là rút điện thoại ra coi lại trong Facebook thì hóa ra đã kết bạn trong Facebook rồi. Mà là thấy là ngoài đời. Nhưng mà cũng chưa có biết gì nhau hết. Thì sau đó mới về mới bắt đầu đi like hình của bạn vợ. Bắt đầu like dạo. Dạ like dạo. Like đến một hôm á thì thấy bạn vợ like lại. Thế là bắt đầu mong men qua làm quen, rủ em ơi đi chụp hình đi. Thế là đồng ý, hẹn nhau ra cà phê để bàn kế hoạch chụp hình. Thì đó là lần đầu tiên vợ để gặp chồng. Rồi, vậy thì cái ngày mà em nhận lời làm người mẫu cho anh này thì em thấy ảnh sao? Ở trên Facebook á, thì thấy ảnh cũng được, cũng khá khá. Mà trước hôm chụp thì tụi em đi cà phê bàn concept chụp hình. Cái em ngồi quán cà phê em đợi anh đi vô. Em nhìn từ xa, em thấy trời ơi, sao già dữ vậy trời. Bự không áo, áo sơ mi nha, quần tay à. Quắt xách cái giỏ đi, đem mất kiến đi vô. Em nói trời ơi, già quá, không được, không được. Cái tới gần một xíu, cái em nhìn trời ơi, sao mặt lũng 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 lỗ, mặt lỗ quá trời. Em mất cảm tình lắm, với lại ảnh nói cái giọng ảnh chép 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 vậy nè. Giống như nhiều chuyện vậy đó. Đó, em không có thích lắm. Cái ngồi nói chuyện có bạn em đi theo nữa. Xong tính tiền cà phê, cái em nói thôi anh để em trả tiền cho. Thôi em học sinh em làm gì có tiền mà em trả tiền. Thôi để anh đi làm cho. Cái em nói thôi kỵ để em trả cho anh. Thôi vậy em trả đi em. Tự nhiên ảnh giống như anh hùng rơm vậy. Rồi cuối cùng em là phải trả tiền. Xong mai mốt đi coi phim thì em cũng trả tiền luôn. Em nói chung là thất vọng vì ảnh lắm. Dạ đúng hả? Rồi sau đó thì như thế nào? Sau đó thì cũng có rủ đi chụp thêm 2-3 lần nữa. Rồi có một thời gian không gặp nhau. Năm vừa rồi em quay về em đòi làm quen rồi đòi cưới luôn. Ồ vậy đó. Ủa vậy tụi em quen nhau bao lâu? Em quen nhau được một tháng là anh đòi cưới rồi. Nhưng mà biết nhau bao lâu? Biết nhau phải hơn một năm lận. Có nghĩa là biết nhau hơn một năm. Xong rồi xa nhau cũng gần một năm. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi gặp lại nhau đúng một tháng là cưới luôn. Dạ đòi cưới thôi. Chứ đòi em đòi cũng cưới. Chưa. Ủa sao mà em chấp nhận cho anh cưới vậy? Em đi coi bói. Thầy bói nói hai đứa hợp. Giàu lắm em cưới luôn. Trời ơi. Rồi mấy nay thấy sao? Giàu chưa? Thấy được chưa? Thấy cũng khá khá thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cưới bao lâu rồi? Cưới được hơn nửa năm. Vậy thì sau khi các bạn cưới nhau về thì vỡ mộng gì về người bạn đời của mình? Cực kỳ nhiều luôn. Phải không? Kể anh nghe đi. Anh nhiều chuyện lắm. Trời ơi, chùm nhiều chuyện luôn. Anh nhiều chuyện còn hơn em nữa. Vậy hả? Ví dụ như đang nhà hàng xóm mà gây lộn nha. Ngồi bật dậy, chạy xuống, bắt đầu tắt đèn trong nè, đóng cửa là rình có ai nhiều chuyện xong lên kể em nghe. Trời ơi, dụ hai người chửi nhau quá trời luôn em. Chà, bà tám dữ nha. Rồi đi ngoài đường nữa anh, cái ai mà đụng xe hay gì đó, anh không có dừng lại, quay qua. Đi, em lo đi, lo dòm dòm, những biết ông quay là ông dòm. Ông có nhiều chuyện chùm luôn. Rồi em lúc mà đám cưới đó thì bạn bè của ảnh cấp 2, cấp 3 hoặc đại học tới chúc mừng xong rồi còn nói chồng em nhiều chuyện lắm á Thư. Mà em đâu có tin, bây giờ em tin rồi đó. Nhiều chuyện là có từ hồi cấp 1, cấp 2 tới giờ luôn đó, đúng không? Ôi sao toàn là những cái tính đáng yêu không vậy? Còn nổ nữa. Em có một người bạn, người ta đi du học ở Nhật về. Cái hôm đó ảnh về rồi xong cái vợ chồng em đi ăn uống chung với ảnh. Cái vô cái xong anh này vô chào, chào anh. Em nghe nói anh bên Nhật mới về phải không? Ừ đúng rồi em. Có anh ở chỗ nào? Anh ở Osaka. Em cũng ở Nhật á nhưng mà không ở Osaka, ở đảo khác à. Nhưng mà nha, ở Osaka dân cư vậy vậy đó nha, không có bằng bên em. Rồi không khí sao sao, anh kể như đúng rồi vậy em ngồi nghe. Xong em im, em không nói, em về em nói, ủa anh đi Nhật nào anh không kể em nghe vậy? Anh đi nào em? Anh chưa từng đi luôn. Bạn anh đi về kể em nghe. Còn gì nữa không? Ngủ ngáy quá trời, ngáy cuộc đời em chưa thấy ai ngáy lông trời lỡ đất như ảnh hết trơn hết trời. Tối á là em mới phân công nha, anh quay mặt qua bên kia nha, đừng có quay qua hướng em, ngáy em ngủ mới được. Ừ anh biết rồi. Anh ngủ khoảng chừng nửa tiếng sau là anh quay qua, anh đưa cái mỏ ngay lỗ tai em luôn. Bắt đầu anh ngáy mà em ngủ không có được, phải lấy tay em che miệng anh lại. Cái anh tỉnh, anh xin lỗi giờ anh không ngáy nữa. Thấy không, 5 phút sau ngáy y chang vậy rồi. Bây giờ cưới về rồi thì thứ bảy chủ nhật anh hay về với em. Còn mấy ngày anh không có ở Sài Gòn chung với em á thì
em nằm ngủ mà em nằm mơ em còn nghe tiếng anh ngáy nữa, em ám ảnh đến mức độ như vậy luôn. Rồi xong rồi cái bạn bè gặp em nó Thư ơi sao dạo này mắt mày thâm quầng dữ vậy, nó ngủ được khỉ gì đâu, tối ngày cứ nghe tiếng nó không ngủ không có được. Em có cách nào trị không? Không, không còn cách nào hết trơn. Thì đem đi khám thì người ta nói là bây giờ ôm chăn mền chiếu gối vào trong tai mũi họng đi, ngủ đó một đêm cho người ta đo, là đo đêm 3 triệu. Nếu mà bị á là phải giải phẫu, tốn thêm còn khoảng 20 mấy triệu nữa, hình như anh em nhớ là 28 triệu á. Rồi ông ngáy vô đã đi. Rồi thôi bây giờ để ngáy luôn đi. Đúng đi. Sống chung với lũ. Em hiểu. Chắc tiếc nhận tiền luôn. Em tiếc tiền luôn. Ồ vậy đó hả? Anh hỏi luôn nè, chồng em đi làm xa như vậy để em ở nhà mình như vậy, vậy thì ông xã em có ghen không? Em nghĩ là ghen ngầm á. Không 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 lộ. Không có lộ, không có dám nói vậy đi. Có một lần em đi chơi với bạn em về, cái em chụp hình check in là có cái dính cái chìa khóa thôi. Anh về em nói thằng đó đi Exciter hay là No 4 nè nha. Hỏi sao anh biết? Nhìn chìa khóa là biết rồi. Cái em không nói nữa, anh nói lần sau anh mà thấy đi với thằng nào nha, anh mà bắt được anh quýnh liền luôn, quýnh tại chỗ luôn. Sao anh không quýnh em đi mà ngu sao quýnh em. Em quýnh anh lại. Chỉ vậy thôi chứ không có cằn nhằn. Bây giờ trước khi mà anh hỏi cái mong muốn thay đổi của hai người thì anh cho em một cơ hội nữa đó. Anh còn cái tính xấu gì nữa không? Đi lên trên Tây Nguyên đi làm á, cái anh hay nhắn tin cho em rồi, mà em thì em không có thích nói nhiều trên mạng lắm. Em thích ra ngoài gặp mặt nói chuyện vui vẻ hơn đi. Có hồi em đi chơi em đang làm gì cái vợ yêu ngủ ngon, vợ yêu ăn cơm chưa, vợ yêu vậy đi đâu đó. Em cảm thấy phiền, ông này thì về giận lộn. Em, anh nhắn tin em phải trả lời nha. Mà em thì em lại muốn là anh về với Sài Gòn chơi với em hơn là ở trên đó. Nhắn tin vậy thêm bực thêm mất thịt. Ví dụ thứ bảy chủ nhật lễ vợ chồng người ta đi chơi, em ở nhà đã bực bội rồi, còn ổng là ăn ngon ngủ ngon, em không có. Chứ mà lý do gì tại sao em không về được? Tại vì cái công việc là nó theo cái thời vụ á, thì đúng cái thời vụ thì mình phải đi làm thôi. Còn bình thường thì vẫn về được thứ bảy chủ nhật. Tức là thường là ảnh về thứ bảy chủ nhật, nhưng mà dạ, cũng có những lúc là thứ bảy chủ nhật ảnh không về. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái chuyện không về có thường xuyên không? Cũng tùy, thí dụ như trong cái tháng đó là kiểu như là cây cối với chởn nó bệnh hay sao đó, thì ảnh đi sâu quá ảnh không về với em được. Những lúc vậy là khó chịu. Rồi bây giờ em mong muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em cũng hy vọng là ảnh về Sài Gòn ở với lại hai bên gia đình cũng mong có con lắm, nhưng mà em ở nhà cái nhà có một mình không có ai hết trơn á. Ví dụ như em lúc mà em ví dụ mà có em bé đi rồi ở nhà không có chồng phụ giúp em hay cái gì đó, em cũng băn khoăn lắm, em chưa có em bé. Chưa muốn đúng không? Dạ. Là mong muốn thay đổi là cái công việc thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn em thì sao? Nói chung là muốn vợ thể hiện tình cảm nhiều hơn với chồng xíu. Đó, nghĩa là nhắn tin nhắn đi lại. Đáp lại cái tin nhắn của mình hơn. Với lại thoáng thoáng chút chứ đừng tiết kiệm quá. Em chị hỏi nè, em đánh giá em giỏi không? Em yêu cái công việc của em không? Dạ nếu mà về công việc thì yêu, nhưng mà còn giỏi hay không thì hên xui. Tại vì chị thấy rồi nè, thực ra bây giờ kỹ sư nông nghiệp á ít lắm. Mà bây giờ á em biết rồi đó, cái tình hình mà gọi là về thực phẩm của mình ở đây á nó đang cái tình trạng mà báo động như thế này á. Thì với những người mà kỹ sư như chồng em á, không những là cần thiết cho riêng bản thân em mà cần thiết cho rất nhiều người luôn, thì thành ra là cái thời gian này á, chị nghĩ là cái ước mong của em là chính đáng chứ nó không có gì sai hết. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ rộng ra một chút xíu nữa, thì nếu như anh ấy thực sự là một nhân tài đi, mà bây giờ anh ấy bỏ cái công việc của anh thì nó quá phí. Phí cho mình và phí cho rất nhiều người. Đó. Còn tại sao tụi em không nghĩ tụi em có một căn nhà nhỏ trên Tây Nguyên đi. Đó là chị nói ví dụ vậy ha. Đó là về cái ước mơ của em đối với ảnh. Thì nó sẽ giữ được rất nhiều thứ. Giữ ảnh cho tất cả mọi người. Giữ ảnh cho cái nghề của ảnh. Còn cái ước mơ của ảnh theo chị là tương đối chính đáng. Có nghĩa là trên Tây Nguyên á cũng buồn lắm chứ không có vui gì đâu. Nhiều khi gặp hôm nào trời lạnh nữa nhớ vợ, thì Huy nhắn tin cho mình mất cái gì mình không nhắn tin lại. Biết đâu chị ở trên đó thiếu gì, gái Tây Nguyên cũng đẹp lắm. Nhưng mà ảnh còn nhắn tin cho em là có trong lòng ảnh chỉ có em thôi. Thành ra nếu mà kệ chồng mình nhắn tin cho mình thì mất cái gì đâu mà mình không nhắn lại. Chị thấy là cái con đường mà chồng em đang đi á, trời chị trân quý dễ sợ luôn á. Hiếm lắm em. Hiếm lắm á. Anh nghĩ là hai em sẽ có thời gian để mà ngồi mà tính cái tương lai như thế nào nha. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị.